Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh YouTube Kiếm Tiền Online của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con web mình mới phát hiện ra, đó là clmm.org. Đó, cực kỳ là hot luôn nha anh em nha. Theo mình được biết thì con web này có tỷ lệ ăn cực kỳ là cao. Như anh em đã thấy thì đây là chính là giao diện chính của con web này. Đó, thì đường link của con web này mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Anh em chỉ việc click vào và trải nghiệm con web này thôi. Thì ok, thì hôm nay mình sẽ cùng anh em cầm tiền đi thực chiến luôn với con web này để xem gọi là có dễ dàng chốt lãi từ 3 đến 500 nghìn không. Ok, đó thì đầu tiên anh em vẫn phải để ý cho mình cái số điện thoại. Đó, anh em phải copy một trong ba số điện thoại này. Đó, và anh em lưu ý cho mình mức cược là 6 nghìn, tối thiểu là 6 nghìn, và số đầu tiên tối đa là 5 triệu, và hai số còn lại là tối đa là 3 triệu nha. Đó, anh em có thể áp dụng cái công thức gấp thép thoải mái luôn, kẹt ga luôn. Và cái tỷ lệ ăn của nó là cực kỳ là cao nha, 2.62 cơ anh em ạ, cao thật đấy. Đó, cái này thì chắc anh em đã biết rồi nha. Mã giao dịch new bằng mã số giao dịch cộng số random. Đó, cực kỳ là đơn giản luôn. Ngoài ra thì anh em nên tham gia vào những cái nhóm chat để hỗ trợ kiếm tiền này. Đó, hỗ trợ kiếm 500k một ngày này. Hoặc là follow kênh mình để mình sẽ hướng dẫn cho anh em kiếm 500k một ngày. ONG nhóm thông báo kết quả đây. Admin đây. Nếu anh em có bill lỗi thì anh em chỉ việc ấn vào admin ONG để anh em có thể nhận bill admin sẽ hỗ trợ cho anh em bill lỗi nha. Đó, ngoài ra anh em đừng quên đua top tuần. Đó, top tuần đây, anh em top 1 sẽ được 70. Đó, tương ứng với các top khác thì anh em sẽ được gọi là một chút tiền nho nhỏ, làm bát cơm bát cháo thôi anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ copy một số để mình chào mình quất luôn nha. Ok, thì mình đã copy thành công một số điện thoại, và bây giờ mình sẽ qua Momo để mình chiến luôn, thực chiến luôn cái con web này. Ok, thì anh em ở đấy có thể thấy ở đây tài chính của mình là 5.483.000. Thì hôm nay mình sẽ chốt lãi tầm 5 lít mình nghỉ nha. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào mục chuyển tiền và mình sẽ dán số điện thoại đó vào. Ok, thì tay đầu tiên mình sẽ quất 50k với lời nhắn là 1Q. Ok, thì mình đã chuyển thành công 50k với lời nhắn là 1Q rồi nha. Và bây giờ mình sẽ đi copy mã giao dịch để qua trang web kiểm tra. Sau khi copy mã giao dịch xong thì anh em dán vào đây cho mình. Dán vào đây. Anh em ấn kiểm tra. Kiểm tra. Đó, tay này mình thua nha. Bây giờ mình sẽ áp dụng cái công thức gọi là mã giao dịch cộng mã new như cái thường ngày mình vẫn áp dụng ở cái con chấm bét nha anh em nha. Bây giờ mình sẽ lôi sang đây mình áp dụng với cái con này. 6 cộng 2 là 10. 10 thì mình sẽ đánh chẵn. Chẵn sẽ là 1W. Và tay này mình sẽ gấp thép lên 100k. 100k. Với lời nhắn là 1W. Ok. Ok, thì ở đây mình đã chuyển thành công 100k với lời nhắn là 1W nha. Bây giờ mình sẽ copy cái mã giao dịch này qua trong web để kiểm tra xem mình thắng hay thua. Ok, và giờ anh em dán nó vào đây là được thôi. Dán vào, ấn kiểm tra. Đó, anh em, nếu mà nó bị thế này thì anh em chỉ cần cancel ra anh em kiểm tra lại. Đó, tay này húp luôn nha. Tay này húp luôn 1 lít nha. Cực kỳ là phê luôn này. Đó, tiền đã về luôn nha anh em nha. Tiền đã về. Đó, bây giờ anh em hãy tiếp tục lấy cái công thức của mình tiếp. 6 cộng 4 bằng 10. 10 thì chúng ta tiếp tục đánh 1W. Ok, tay này tiếp tục quất 100k tay 1W. 1W. Ok, thì mình đã chuyển thành công 100k với một lời nhắn là 1W. Và bây giờ mình sẽ copy mã giao dịch qua trong web và mình sẽ kiểm tra kết quả nha. Ok, và bây giờ anh em dán cái mã giao dịch đó vào đây. Dán vào đây. Anh em ấn kiểm tra cho mình. Đó, lại húp nha anh em nha. Lại húp nha. Cực kỳ là phê luôn. Ăn hai tay rồi. Đó, tiếp tục 2 cộng 2 sẽ bằng 4. 4 thì chúng ta sẽ tiếp tục quất 1W. Đó, công thức này bất hủ lắm anh em ạ. Ok, tay này tiếp tục quất 100k. Với lời nhắn là 1W tiếp câu quân 100k đều tay. Đó, web này khá là ngon. Ok, thì ở đây mình đã quất thành công 100k với lời nhắn là 1W. Và bây giờ mình sẽ copy mã giao dịch để mình qua trang web check. Ok, và anh em hãy dán nó vào đây. Dán vào, anh em ấn kiểm tra cho mình. Cancel. Anh em đợi một lúc nha, đợi một lúc thì nó sẽ không bị hiện cái đấy. Đó, tay này thì gãy rồi. Đó, các cụ bảo có câu không quá tam ba bận mà. Bây giờ tiếp tục lấy 9 cộng 7 thì bằng 16. Còn này mình sẽ gấp thép lên 2 lít. Ok, bây giờ mình sẽ quất thép lên 200k với lời nhắn là 1W. Mong là tay này húp nha. Ok, thì ở đây mình đã chuyển thành công 200k với lời nhắn là 1W rồi. Và bây giờ mình sẽ copy mã giao dịch để trang check kết quả nha anh em. Ok, và bây giờ anh em chỉ việc dán cái mã giao dịch của anh em vào đây thôi. Dán vào, rồi anh em ấn kiểm tra. Đó, húp. Húp 5 lít nha anh em. Cực kỳ là phê luôn. Đó,
Thấy chưa, công thức của mình thì đơn giản nhưng mà cực kỳ là ngon luôn. Úp nhẹ nhàng phát 5 lít này, phê thật sự luôn anh em ạ. Úp phát 5 lít mà. Bây giờ anh em tiếp tục lấy 6 cộng 1 bằng 7. 7 thì chúng ta sẽ đánh lẻ, lẻ thì chúng ta đã là 1 quy. Ok, cái này mình sẽ quất thêm 100k nữa để chốt lãi cho anh em. 1 quy. Ok, và bây giờ mình sẽ dán cái mã giao dịch đó vào đây. Dán vào. Rồi anh em ấn kiểm tra. Đó. Đó, anh em phải vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ dán mã giao dịch vào đây để kiểm tra nha anh em. Ok. Kèm sổ và bắt sao chép số điện thoại anh em ạ. Đợi một lát nha. Anh em đợi một lát. Ok, thì anh em dán vào, anh em ấn kiểm tra. Thì tay này gãy nha anh em nha. Khả năng là hôm nay mình ngừng tại đây thôi. Hôm nay like khoảng độ 300 thôi anh em ạ. Hôm nay hút tận 300 thôi. Đó, thì nếu anh em hứng thú với con web này thì mình có để đường link dưới phần mô tả cho anh em. Anh em chỉ việc click vào và trải nghiệm thôi. Thì ok, hôm nay video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo. Bye bye anh em.